Chào mừng các bạn đến với Ben Channel, một trong số người chơi Tử Diệt Hồi Du. Takaba có lẽ là đã chiếm được sự quan tâm đặc biệt từ độc giả khi mà thuật thức của danh hài này là vô cùng khá là kỳ lạ. Và còn đáng chú ý hơn nữa chính là khả năng vượt qua vô hạn hạn từ thuật thức của anh. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng Takaba cũng đã tái xuất giang hồ trước kẻ phản diện quan trọng nhất của câu chuyện Kenchaku. Vai trò hiện tại của Takaba đối với endgame của Jujutsu Kaisen đã mở ra lối đi hoàn toàn mới mẻ so với những thuật thức thuần combat đã từng thấy trong trận chiến giữa những kẻ mạnh nhất. Trong khi đó, cháp 240 tuần này lại dần thiên về chiến thắng của Kenjaku hơn là Takaba khi mà cháp truyện một lần nữa tái hiện những khung cảnh ra đi đột ngột của các nhân vật chủ chốt. Gojo đang thẳng thế, ngạo nghễ trước vua nguyện hồn sau những cú hư thức vô hạ hạn thì cháp sau ông thầy cũng đi. Kasebo tiếp chiến chưa được bao lâu cũng phải bỏ flashback hồi tưởng rồi đi luôn. Phải chăng tác giả Gege thực sự sẽ nối tiếp con đường tà đạo này cho Jujutsu Kaisen? Nếu như vậy thì Kenjaku sẽ làm được gì trước thuật thức có 102 này khi mà kể cả kẻ sở hữu kiến thức ngàn năm dự hãng cũng chưa từng gặp qua? Hãy cùng mình tìm hiểu quy định sắp tới của tên phản diện này trước danh hài Takaba nhé. Thuật thức Takaba bá đạo như thế nào? Lần đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện, Fumihiko Takaba là một diễn viên hài thất bại ở tuổi 35, sống trong khu vực mà Tử Diệt Hồi Du bất ngờ nổ ra, không có bất kỳ kiến thức gì về chú thuật. Khi Kenjaku kích hoạt vô vi chuyển biến ở cuối sự kiện Shibuya, Takaba là một trong số ít người hiện tại thức tỉnh được thuật thức trong Tử Diệt Hồi Du. Không vì một nguyên nhân nào cả, Takaba bất ngờ xuất hiện giữa trận chiến của Megumi, nhìn như một người tham gia vào trò chơi sinh tồn siêu nhiên. Takaba lại có tính cách vô cùng kỳ quái, khiến cho cả Megumi lẫn đối thủ của cậu phải cảm thấy xính xúa. Takaba liên tục tạo ra những tình huống chiến đấu khác thường trong trận chiến, khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu trước mục đích thực sự của anh. Nhưng đây cũng chính là tố chất tốt nhất để Takaba trở thành chú thuật sư. Khi mà trớ trêu thay, trong những buổi biểu diễn của anh, người duy nhất cảm thấy trò đùa của Takaba hài hước lại chính là chỉ có mình anh. Lý do khiến Takaba trở nên đáng chú ý trong Jujutsu Kaisen là thuật thức bá đạo của anh có tiềm năng sánh ngang với cả thuật thức của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại Gojo Satoru, sự kết hợp giữa lục nhãn và vô hạ hạn. Trong khi đó, sức mạnh của Takaba thì lại có tên là danh hài. Tuy nhiên, câu nói hài hước của anh lại không hề tầm thường. Mỗi khi Takaba nghĩ ra tình huống nào mà anh cho rằng hài hước thì tình huống đó sẽ đi vào thực tại. Hiện tại, tuy đã tái xuất lần hai nhưng vẫn chưa thể biết được giới hạn của cái sức mạnh kỳ quái này là gì. Thậm chí những yêu cầu cơ bản của nó cũng đã được giải thích, nhưng có vẻ như sát thương mà Takaba nhận phải lại gần như là bằng không khi mà nhiều đòn tấn công mà Kenjaku áp dụng ắt hẳn phải vô cùng mạnh mẽ. Và dù không biết thuật thức của mình có khả năng gì, nhưng Takaba vẫn có thể sống sót qua Tử Diệt Hồi Du mà không cần phải giết ai cả. Như ở trận chiến với Iori, Takaba đã lãnh chịu nhiều vụ nổ trực tiếp từ Iori, tới mức mà Iori nghĩ rằng chắc chắn Takaba đã phải chết mấy lần từ những vụ nổ đó rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục truy đuổi, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Tình trạng của Takaba sau vụ nổ thể hiện rằng đây là sự miễn nhiễm sát thương chứ không phải là dùng phản chuyển thuật thức để hồi phục. Điều này thể hiện rằng Takaba có thể trở nên bất khả xâm phạm khi trong tâm trạng tự tin mình là hài hước. Và với tính cách của Takaba, có vẻ như anh nghiễm nhiên duy trì trạng thái này liên tục 24/7. Rất có thể kể cả Gojo hay Sukuna cũng không thể gây sát thương lên Takaba. À mà có lẽ Sukuna là có thể đấy, bởi vì Mahoraga và thử thách từ vô hạ hạn của Gojo đã làm cho chảm kích của hắn quá bá đạo rồi. Nhưng ngoài ra, thuật thức hài hước của Takaba còn làm tăng lượng chú lực lên một cách đáng kể khi mà một chú thuật sư như Regista cũng phải dè chừng sau khi thấy Takaba thay đổi chú lực của mình chỉ với một câu nói đùa. Kể cả độ chênh lệch chú lực trước và sau cũng là vô cùng lớn. Thậm chí Megumi còn nói rằng may mắn vì Takaba theo phe cậu chứ không phải là đối thủ. Và dường như hiện tại chúng ta cũng được biết là thiên thần Hana đã công nhận tiềm năng to lớn từ thuật thức của Takaba và đề cử anh đi làm nhiệm vụ thám thính Kenjaku. Trong quá khứ, thiên thần Hana từng một lần chứng kiến thuật thức của Takaba khi đang ở gần sát cửa tử. Cô nói rằng tuy không chắc chắn, nhưng riêng việc Takaba đứng gần cũng khiến cô cảm thấy được cứu sống. Có lẽ thuật thức của Takaba không chỉ tác động lên bản thân, mà còn có thể điều khiển yếu tố ngoại cảnh của người khác, nếu như tình huống đó khiến anh cảm thấy hài hước. Nhưng việc lo lắng hay mong muốn cứu sống người khác thì có gì mà Takaba lại cảm thấy hài hước được? Mình nghĩ là ngoài sự hài hước ra, sức mạnh của Takaba còn ẩn chứa quy luật bí ẩn nào đó mà vẫn chưa được giải thích, và phải chờ đợi cháp tiếp theo thì may ra chúng ta mới biết chính xác được. Kenjaku có khả năng chiến thắng Takaba hay không?
Trong tình hình hiện tại thì có vẻ như Kenjaku đã nghiệm ra phần nào nguyên lý hoạt động từ thuộc thức của Takaba rồi, nhưng đó vẫn chưa đủ để có thể gây sát thương thực sự lên cơ thể Takaba, dù cho tên phản diện thục cùi chỏ một cú thật mạnh và bay xuyên qua vài gốc cây trong khu rừng. Nhưng Takaba hình như không hề chịu một chút chấn thương gì, có lẽ là ngoại trừ chấn thương tâm lý. Cũng dễ hiểu rằng Kenjaku đang muốn khai thác điểm yếu mới tìm ra từ thuộc thức hài hước của Takaba, và như đã thấy, sau khi hắn phân tích trò đùa của Takaba là không hài hước, kiến thức sâu rộng đã tích lũy hàng ngàn năm của Kenjaku đủ để phản công với sự hài hước cá nhân của Takaba. Sau khi thấy đòn tấn công của mình hoàn toàn bị triệt tiêu mà không có lớp phòng thủ cụ thể, Kenjaku đã ngay lập tức cố gắng tìm nguyên lý hoạt động mà thuộc thức của Takaba đang sở hữu, bởi hắn biết chắc rằng mỗi thuộc thức đều có điểm yếu riêng của nó, kể cả vô hạ hạng của Gojo cũng có điểm yếu là lượng chú lực tiêu hao khổng lồ, nhưng nó đã được khắc phục bằng khả năng bá đạo từ lục nhãn, nên Kenjaku mới không thể làm được gì ông thầy dí nhố. Nhưng khi đối diện với một đối thủ còn chưa nắm rõ thuộc thức của mình, Kenjaku dường như đang nắm lợi thế trong trận chiến kỳ lạ này. Hắn nhanh chóng tìm ra được nguyên lý hoạt động từ thuộc thức hài hước của Takaba và đã kích hoặc chế giễu những miếng hài của Takaba, khiến anh chàng cảm thấy vô cùng nặng nề về tâm lý và không thể thoải mái đưa ra những miếng hài thú vị được nữa. Không những thế, Kenjaku còn chủ động đề nghị một trò chơi ai cười trước để khiến cho bản thân của Takaba bị yếu thế về mặt tâm lý phải nghiễm nhiên tham gia theo. Dù không trực tiếp ảnh hưởng đến độ tự tin của Takaba khi mà anh chỉ bật cười trước vẻ mặt nhí nhố từ Kenjaku, nhưng tên phản diện vẫn tiếp tục giáng đòn và thể hiện rằng mình đang nắm phần chủ động để ép Takaba phải mất đi sự tự tin của mình, giống như một phần câu chuyện ở chap 146 khi manager của Takaba chê bai thậm tệ nhân viên của mình là một diễn viên hài không hài hước, vì điều đó đã khiến cho Takaba buồn như thế nào. Takaba còn nhận thức được điều này trước sân khấu khi không một ai phản ứng tích cực trước màn diễn hài của anh, và anh đã bị cho là một danh hài nhạt nhẽo. Từ đó, sự tự tin của Takaba đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, đồng nghiệp của Takaba lại lên tiếng về phẩm chất của anh và nói là có hai loại diễn viên hài, một là diễn viên thực sự hài hước, hai là diễn viên nghĩ rằng là họ hài hước. Rốt cuộc Takaba là loại diễn viên hài nào? Anh trả lời rằng tôi có thể thuộc dạng 50-50, nhưng có lẽ 70-30 thì đúng hơn. Đây chính là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong chuyển biến tâm lý của Takaba, biến anh trở thành một chú thuật sư vô cùng đặc biệt giống như bây giờ. Nhưng sau khi bị Kenjaku đánh văng hai lần bằng hai đòn tâm lý của hắn, thì Takaba hiện tại là đang thắc mắc với bản thân tại sao mình lại trở thành một diễn viên hài. Nếu như anh không giải quyết được câu hỏi này thì khả năng cao Takaba sẽ thua trong trận chiến này đấy. Nhưng mình nghĩ tình huống tiếp theo sẽ liên quan tới cách mà Takaba trở nên tích cực để giữ vững phong thái tự tin của riêng mình. Chứ nếu không thì tác giả ghê ghê cũng không dựng lên tình huống ngoài lề trận chiến một cách vô tội vạ như vậy được. Phải có lý do gì đó để kìm hãm kế hoạch của Kenjaku và tiếp tục khai thác khía cạnh độc nhất từ nhân vật kỳ lạ này như danh hài Takaba. Mình nghĩ rằng trong tình hình tiếp theo, Kenjaku sẽ không dùng tới bành trướng lãnh địa, bởi không cần dùng đến hiệu ứng tất trúng thì Takaba cũng đã dễ dàng bị trúng đòn rồi. Vấn đề quan trọng là làm sao để hắn có thể gây sát thương được lên cơ thể của Takaba mà thôi. Nhưng nếu Takaba thực sự thức tỉnh và tìm ra chân lý từ thuộc thức của mình, thì Kenjaku không còn cách nào khác ngoài việc nghiên cứu thêm để loại bỏ Takaba nếu hắn muốn hoàn thành mục đích kết thúc tử diệt Hồi Du. Kenjaku vì muốn thực hiện đồng hóa với Tengen nên đã bỏ chạy khỏi Takaba và chờ một cơ hội khác phù hợp hơn. Ngoài ra, Kenjaku rõ ràng là có thể thêm luật lệ mới vào tử diệt Hồi Du, với luật mà hắn đã thêm vào để kết thúc nó, đó chính là nếu tất cả người chơi bị tiêu diệt, ngoại trừ Suguru Geto và Megumi Fushiguro, có nghĩa là với Kenjaku và Sukuna thì trò chơi thanh trừng này sẽ kết thúc. Thế nhưng, Kenjaku vẫn còn một cách nữa để loại bỏ Takaba nếu đủ điểm để thêm một luật nữa. Nếu Kenjaku thêm một quy tắc để tiết lộ bất kỳ các thuộc thức của người chơi, thì tên phản chắc chắn sẽ biết được điểm yếu từ thuộc thức hài hước của Takaba là gì và tìm ra cách khắc chế nó. Tuy nhiên, Kenjaku buộc phải triệt hạ Takaba nếu như hắn muốn kết thúc tử diệt Hồi Du và hoàn thành kế hoạch đồng hóa của hắn. Vậy thì trong trường hợp Kenjaku chiến thắng trước Takaba thì hắn sẽ làm gì? Ở trường hợp Kenjaku giành chiến thắng với chú thuật sư Takaba thì sao? Tuy không phải là chắc chắn, bởi thuộc thức của chú linh thao thuật là vô cùng hữu dụng và linh hoạt với khả năng kiểm soát cả một khu vực rộng lớn mà tứ diệt Hồi Du bao phủ. Nhưng nếu mục đích của Kenjaku thay đổi ở một thời điểm nào đó, buộc hắn phải sống sót trong trường hợp bản thân không đủ mạnh để đánh bại Sukuna thì sao? Dù sao thì ở điều luật mà hắn đã thêm vào, bao gồm Megumi, Fushiguro, Kenjaku đã lường trước được việc Vũ Nguyên Hồn sẽ giành chiến thắng và việc tiêu diệt thực thể khủng khiếp này gần như là bất khả thi. Thế nên, nếu muốn sinh tồn, biết đâu Kenjaku sẽ dùng đến thuộc thức của Takaba và khiến cho nó trở nên hữu dụng gấp nhiều lần mà danh hài đã sử dụng thì sao? Được biết thì chính Kenjaku đã từng nói bất kỳ thuộc thức nào cũng có điểm yếu, nhưng nếu điểm yếu đó được khắc phục thì chẳng phải thuộc thức hài hước của Takaba sẽ vô cùng bá đạo.
Giống như mình đã nói về ví dụ từ vô hạ hạn của Gojo, thuộc thức chứa danh này yêu cầu lượng lớn chú lực để thi triển, giống như một con bài tẩy để tung ra trước mặt đối phương và chỉ có thể sử dụng được một lần. Thế nhưng với đôi mắt lục nhãn tối ưu hóa lượng tiêu hao chú lực cần thiết khi thi triển, Gojo có thể liên tục dùng hiệu ứng vô hạ hạn lên bản thân và đồng thời tùy ý thi triển thuộc thức, giống như là dùng chiêu cuối mà không có thời gian hồi vậy, khiến cho sức mạnh của ông thầy Di Nhố đạt tới danh hiệu chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Tương tự thì Kenchaku có thể áp dụng điều này lên thuộc thức của Takaba, sử dụng yếu tố ngoại cảnh để khắc phục hoàn toàn điểm yếu của thuộc thức hài hước và biến bản thân thành một thực thể bất khả xâm phạm. Nếu như Takaba có thể vượt ra ngoài góc nhìn thứ tư để tương tác với chúng ta, thì có lẽ sức mạnh từ thuộc thức hài hước này sẽ là vượt ra ngoài thế giới Jujutsu Kaisen, thậm chí là chạm kích xuyên thế giới của vùng nguyện hồn hiện tại cũng không thể hiệu quả trước thuộc thức kỳ lạ này được. Ngoài ra, về nguyên lý hoạt động từ thuộc thức của Takaba thì mình nghĩ là chắp sau anh sẽ tiếp tục chiến đấu với tên phản diện và dần nghiệm lại về đam mê của mình đối với cái danh diễn viên hài, rồi thức tỉnh cảnh giới hoàn thiện hơn để buộc Kenchaku vào thế khó, ngăn chặn cái hoạt động hóa của hắn. Khi đứng trước sân khấu thì nếu chỉ có một mình Takaba cười là đủ thì sao? Takaba chỉ cần trò đùa có ý nghĩa đối với bản thân, vậy thì điều kiện kích hoạt thuộc thức sẽ dần hoàn thiện và một đồng minh mạnh mẽ sẽ một lần nữa thức tỉnh cho phe Yuji. Tuy nhiên, nếu câu chuyện không được tích cực như vậy thì biết đâu lý do thiên thần Hana tiết lộ thuộc thức trong lúc bàn kế hoạch nhóm lại chính là phải hy sinh Takaba thì sao? Chúng ta vẫn chưa được biết cô nói gì tiếp theo mà. Còn các bạn nghĩ sao về thuộc thức này? Comment phía dưới video cho mình biết với nhé.